Giới chất tiết lộ con người thật của Jack sau thị phi với Thiên An. Mới đây trên trang cá nhân của mình, giới chất bất ngờ chia sẻ mừng ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau cùng bạn gái. Không chỉ thế, quán quân Rap Việt 2020 còn khoe dòng tin nhắn của Jack gửi lời chúc đến cặp đôi, khiến cư dân mạng bất ngờ. Dù thời gian qua đã xảy ra loạt drama ồn ào có con với Thiên An, nhưng giọng ca Hoa Hải Đường vẫn âm thầm quan tâm đến đồng nghiệp. Cụ thể, giới chất viết: "Chúc mừng ngày kỷ niệm 3 năm, mình thật sự ấn tượng khi sáng ra mở mắt dậy, nhận được tin nhắn từ một người bạn vào lúc 2 giờ 9 phút. Lần đầu tiên trong đời có người thể hiện điều này với mình. Nó sẽ thật bình thường nếu là một người khác. Nhưng sao mình thấy thương người bạn này của mình? Ít chữ nhưng rất tâm lý. Đây chính xác là người đang thiếu hạnh phúc và nhìn vào cái gương của người khác mà mừng thầm cho hạnh phúc của họ và tiếc cho phận mình. Đến bây giờ, thật sự mình là một người có gia đình rồi nên hoàn toàn tự tin chia sẻ với các bạn rằng mình cũng từng có quá khứ như thế, chỉ khác là lúc đó mình chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng. Mình cũng từng dại khờ bồng bột như thế đó, nhưng mình thật sự có trái tim. Rồi sau cùng, hạnh phúc đến với mình một cách chân thật nhất, chân thành nhất. Cảm giác bạn phải gồng quá lâu ở một cái vị trí đó quá sớm nên mình thừa hiểu. Mình đã từng nghĩ, chỉ cần yêu là hạnh phúc, yêu ai cũng được, miễn là mình yêu. Nhưng không, nó chỉ là chân mở cho mình hiểu rằng, nội tâm của mình cần phải trải qua những điều ấy để biết thật sự mình yêu vẻ đẹp từ bên trong. Ai cũng có thể là một bông hoa nào có gai chạm thì đứt tay, hoa thơm tỏa hương thì để ngửi. Vậy còn hoa bị sâu thì đừng vứt, hãy chữa lành cho nó nếu bạn thuộc tuýp người nhân hậu. Mình là hoa hướng dương, nơi nào có ánh sáng thì mình sẽ hướng đến. Không có đúng sai, chỉ có trưởng thành từ tình yêu." Jack đã nhớ tới và gửi lời mừng hạnh phúc tới vợ chồng anh như sau: "Mừng ngày kỷ niệm, vợ chồng hạnh phúc nhé, cố gắng." Dòng tin nhắn ngắn nhưng rất tình cảm mà nam ca sĩ gửi cho đồng nghiệp. Trên trang cá nhân của mình, bạn gái giới chất cũng dành lời yêu thương đến đối phương nhân kỷ niệm 3 năm yêu nhau. "Xin chào bé yêu, hôm nay là tròn 3 năm mình bên nhau rồi. Có buồn, có vui, nhưng em sẽ nhớ những gì vui vẻ nhất. Còn những việc buồn em có làm gì thì cho em xin lỗi bé nhiều đã làm bé buồn. Lần đầu tiên viết vậy xến dễ sợ luôn á. Mà thôi kệ, em chỉ mong mình có kết cục tốt đẹp vì bé đã dành cho em quá nhiều sự yêu thương rồi và em cũng sẽ yêu thương bé nhiều hơn nữa. Yêu anh." Cô nàng đã viết. Về phía Thiên An, gần đây cô cũng cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội. Đây cũng là chia sẻ đầu tiên của nữ diễn viên trẻ trên Facebook cá nhân sau bài đăng trần tình việc có con với Jack. Tròn 5 tháng sau sinh, ngoại hình mẹ bỉm sữa Thiên An khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tình cũ Jack cho thấy vóc dáng thon gọn và gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, lên đồ theo phong cách vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Vẻ đẹp ngọt ngào của mẹ bỉm sữa Thiên An trông không khác mấy so với thời son rỗi. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn thấy được hình ảnh hiếm hoi của con gái Jack Thiên An, cô bé hiện tròn 5 tháng tuổi. Thiên An, tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998 tại Bình Dương. Cô từng tham gia diễn xuất trong một số MV của Jack, từ đó nảy sinh quan hệ tình ái. Song mối quan hệ này hoàn toàn bí mật. Khoảng một tháng trước, Jack bị Thúy Vi phanh phui đời tư trụy lạc, bắt cá nhiều tay. Lúc này, Thiên An cũng được hé lộ là một trong những nạn nhân của Jack. Cô gái trẻ sau đó xác nhận sự thật, đồng thời chia sẻ câu chuyện tình nhiều nước mắt. Ngoài việc bị cấm sừng khi yêu, Thiên An từ khi bầu bí tới sinh nở đều không nhận được sự quan tâm cần thiết từ giọng ca sóng gió. Nam ca sĩ thậm chí bị phanh phui từ chối để con theo họ mình. Sau nhiều ngày im lặng, Jack chính thức lên tiếng về sự việc. Nam ca sĩ thừa nhận có con với Thiên An, đồng thời bày tỏ mong muốn được làm tròn trách nhiệm của một người cha với bé Son cho tới khi trưởng thành. Tuy nhiên, tâm thư của Jack vẫn không xoa dịu được dư luận vì viết chung chung, không nói rõ ồn ào với từng bóng hồng. Đặc biệt, không có lời xin lỗi cụ thể nào tới hai mẹ con Thiên An, những người được cho là thiệt thòi nhất. Sự việc thêm nghiêm trọng khi các group anti-fan của Jack mọc lên như nấm, tràn vào fanpage các nhãn hàng, chương trình đòi tẩy chay anh.